đang làm vai trò manager của Chick-fil-A các bạn. Beautiful color, sexy color, sexy lady. Nếu mà mình khi mà mình đắp mình phiêu móng á, mình vũ cái khóe này nè các bạn, mà nếu như mà tới cái giai đoạn này mà các bạn đẩy nước sơn lên mà nó không sát được cái khóe á, mà nó lọt xuống hố, thì xin chúc mừng các bạn, tai họa chuẩn bị đến với gia đình của các bạn rồi nhé. Do các bạn vũ nó bị xa khóe đó, không có sơn sát được cái khóe đâu, lúc đó thì cái nước sơn nó sẽ rớt xuống hố, nó sẽ có một cái spray hiện ra. Khách nó nói là ta muốn sơn sát lên cái khóe, chúng ta sẽ cố gắng đẩy nước sơn lên sát cái khóe và nó sẽ lọt xuống hố. Sau khi lọt xuống hố thì nó sẽ dâng lên, sẽ có một cái hiện tượng gọi là nước tràn bờ đê. Nước tràn bờ đê thì sao? Nước tràn bờ đê thì sao? Nước tràn bờ đê thì bờ đê sẽ khắp mọi miền quê. Là tới công chuyện luôn nha, tới công đức luôn. Thì đâm ra mình cố gắng mình đừng có để cho nó xa khỏe nha. Nó xa khỏe là bộ neo của mình nó ra nó xấu lắm, sơn nó cũng xấu, nó khó sơn. Putting the machine. Thank you very much. Em này mới vô làm gì anh Trung? Không làm gì hết hả? Bắt em là em không làm, em phải làm. Em bước vô đây là em phải làm. Em đừng nói anh câu không làm. Hỏi khách là you want to do something today? Hết nói luôn. Nói you have to. Khách mà nói không làm, mình phải nói khách là em phải làm. Mấy móng phiêu treo vậy lấy 45 thôi. Mấy nhiều khách mấy chỗ. Sơn vậy được rồi, sơn vậy đủ lấy tiền rồi, sơn đẹp quá mất công khách vô đòi. Về đi nhiều mấy đấy chứ. Mình sơn cái lớp đầu tiên mình sơn đẹp rồi, qua lớp thứ hai mình sẽ không có mệt nữa ha. Mình quẹt nó cũng ra nữa ha. Và đá nước sơn, đá đầu móng mình chỉ đá một lần thôi, đừng có đá hai lần. Đá hai lần nó mất cái xếp, cái đầu móng nó xấu. Chị like it? Yeah. Thank you. Thank you for being my model today, okay? Okay, pretty. Thank you very much. Okay, switch. Thank you. Sơn thấp cốt nha.
doesn't want to try. Not cho nó. Ở công chuyện. Sao nào nào? Tới công chuyện luôn. Thank you for that. Let me know. If you don't let me know, that big trouble, you know. Yeah. Rồi. Yeah, switch, honey. Gotta wait, yeah. Đường thường đông đầy ngải trong gai. Xong rồi, lấy 45 đồng. Thiệt sự các bạn là làm nail nếu mà có khách vô là dễ kiếm tiền lắm các bạn. Rẹt rẹt cái là có tiền, búng 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 cái là có tiền. Nhưng phải quan trọng có khách vô nha. Không có khách gì lấy gì mà làm. Bởi vậy cũng cảm ơn ha, cảm ơn ơn trên đã ban cho khách tới để mình có tiền mình trang trải cuộc sống, mình có khách để mình livestream cho các bạn coi. Mặc dù chỉ là một cái bộ phim thôi nhưng mà nó cũng được 45 đồng, tính ra cũng được 900 ngàn, được 9 tô hủ tiếu, mỗi tô 100 ngàn. Let me see. Yeah, cái đã làm nail là cái gì cũng hốt hết các bạn. Phiêu treo, full set, Tomre Marble Design, full set. Ok, thank you các bạn phải đi nhiều. You like it? Dạ, chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. See you next video, bye bye.